Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống không nên khinh thường bất kỳ ai, vì sông có khúc người có lúc, ai lên cao rồi cũng có ngày phải đi xuống. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người đều có thời kỳ của mình, không ai có thể tránh khỏi sự biến đổi của cuộc đời. Kính thưa quý vị và các Phật tử thân mến, tiền ngàn bạc vạn cũng không thể tránh khỏi sự phai nhạt. Nhưng điều tốt đẹp và ý nghĩa thực sự là những hành động từ lòng nhân ái và tấm lòng trắc ẩn. Một con người không nên đánh giá một người khác dựa trên tài sản hoặc vị thế xã hội, vì ngày mai không ai biết được mình sẽ thành công hay là thất bại. Khi gặp người giàu có, đừng ghen tị. Gặp người nghèo khó, đừng nên coi thường. Gặp người lương thiện, đừng làm hại. Gặp kẻ đáng thương, hãy giúp đỡ. Gặp người nghĩa khí, hãy bảo vệ. Gặp kẻ toan tính, nên tránh xa. Điều quan trọng là lòng nhân từ và sự tôn trọng đối với mọi người. Ở đỉnh cao của thành công, đừng bao giờ tự mãn, vì một khi bạn bắt đầu ngã về phía dưới, có người mới sẽ thay thế vị trí của bạn. Sự khiêm tốn và kiên nhẫn luôn là chìa khóa để duy trì và phát triển trong cuộc sống. Sự khiêm tốn là phẩm chất quý báu mà mỗi người nên trân trọng và nuôi dưỡng. Khi biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, ta mới thấu hiểu được giá trị thực sự của sự khiêm tốn. Dù bạn có tài năng và thành tựu lớn lao đến đâu, đều không đảm bảo rằng mọi người có thể luôn ở bên cạnh bạn. Sự giàu có và quyền lực không phải là yếu tố quyết định khiến mọi người yêu mến hay là tôn trọng bạn được. Trái lại, sự khiêm tốn và sự đồng cảm mới là những điểm đến mà người ta thực sự quý trọng. Dù bạn có năng lực ra sao, cũng không bảo đảm rằng mọi người đều sẽ ngưỡng mộ và kính trọng bạn. Sự tôn trọng đến từ lòng chân thành và sự kính trọng đến từ sự hiểu biết về giá trị bản thân và người khác. Tự tin là điều rất tốt, nhưng không nên tự phụ. Điều quan trọng không phải là mình thấy mình quan trọng, mà là mọi người cảm nhận được giá trị của bạn. Dù bạn có địa vị cao, có mối quan hệ xã hội rộng lớn và ăn nói khéo léo, nhưng không phải ai cũng muốn làm quen với bạn. Bạn làm thế nào để thu hút lòng tin và sự tôn trọng từ mọi người, không chỉ bằng cách phô trương vị thế, mà còn bằng cách thể hiện tấm lòng và sự đồng cảm. Chúng ta thường dễ mắc phải sai lầm là tự tin quá mức, cho rằng mình cao hơn người khác. Nhưng đời người còn rất dài, và chưa ai có thể biết chắc được ai sẽ thành công hơn ai. Đừng bao giờ quá tự phụ, vì cuộc sống không ai lại dễ dàng cười người cũng như cười mình. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính bản thân mình. Trong một thế giới luôn biến đổi, điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững tâm lòng khiêm nhường và lòng lương thiện. Dù thế giới thay đổi ra sao, dù người khác đối xử với bạn ra sao, xin hãy nhớ rằng không bao giờ xem thường bất kỳ ai. Khiêm nhường và lương thiện lại là hai phẩm chất quý báu, không chỉ giúp ta tạo ra môi trường sống hòa bình và hạnh phúc, mà còn giúp ta thu hút sự tôn trọng và lòng tin từ mọi người xung quanh. Nếu bạn có thể duy trì được những phẩm chất này, cuộc sống của bạn sẽ chắc chắn đầy đủ và hài lòng. Trong cuộc sống ngắn ngủi của chúng ta, hãy học cách không tranh cãi và để cho nhân quả trả lời. Mấy chục năm thoáng chốc chỉ là cát bụi trong vũ trụ bao la này. Và con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua đấu đá trong cuộc sống vật chất và danh lợi. Bằng cách tranh cãi ganh đua, ta chỉ hao tâm tổn trí mà thôi. Cuối cùng, khi cuộc hành trình đến hồi kết, chúng ta không mang theo được gì ngoài những gì đã trải qua và những gì đã để lại cho thế giới này. Hãy học cách sống bằng lòng từ bi và tôn trọng, để mỗi hành động của ta là một hạt giống tốt đẹp gieo vào thế giới này. Để những gì ta để lại sau lưng là dấu ấn của tình thương và sự hiếu kỳ, thay vì là vết tích
của cuộc tranh đấu và ganh đua vô ích. Hãy để cho nhân quả trả lời và hãy sống với ý thức về sự ngắn ngủi của cuộc đời, để ta biết trân trọng mỗi khoảnh khắc và dành thời gian cho những điều quan trọng nhất. Trong cuộc sống, có lẽ chúng ta đã nghe nhiều câu tục ngữ như có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn một ngày ba bữa, hay có căn nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở một gian. Những câu nói này không chỉ đơn giản là nhắc nhở về sự khiêm nhường, mà còn là bài học về ý thức và sự tạm bợ của cuộc sống. Dù có vinh hoa phú quý, dù sống trong những biệt thự xa hoa, nhưng cuộc sống vẫn không thể tránh khỏi những buồn phiền và khó khăn. Mỗi ngày, người ta vẫn phải vất vả làm việc hàng ngày, nhưng cuối cùng, vinh hoa cũng chỉ là thoáng qua như mây khói. Tại sao chúng ta lại phải tranh giành, đấu đá lẫn nhau, khi cuối cùng tất cả đều như giấc mộng phù du? Cuộc sống không chỉ là về việc tích trữ vật chất và danh vọng, mà còn là về việc trân trọng những giá trị đích thực như tình thương, sự hiểu biết và lòng biết ơn. Hãy sống với ý thức về sự tạm bợ và không chấp nhận của cuộc đời, và hãy biết đặt giá trị đích thực vào những điều không thể mua bằng tiền bạc. Đó mới là cách để chúng ta thực sự tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và để chân thực với bản thân mình. Kính thưa quý Phật tử, quý thính giả thân mến, trong thế giới ồn ào và hỗn loạn này, chúng ta không thể phủ nhận sự hiện diện của lừa dối, gạt gẫm, oán trách và đố kỵ. Những điều này đều là kết quả của sự tranh giành, một cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa con người với nhau. Tranh giành không chỉ xuất hiện ở bề mặt trong những cuộc cạnh tranh công khai, mà còn ẩn hiện trong sâu thẳm của tâm hồn, trong những cuộc tranh giành âm thầm không lời nói. Chúng ta tranh giành cho lợi ích lớn, cho những lợi ích nhỏ. Ngày hôm qua, ngày hôm nay, và có lẽ ngày mai vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng rốt cuộc rồi, liệu chúng ta đã suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của cuộc đấu tranh này? Tất cả chỉ để thỏa mãn tâm ích kỷ của chính bản thân mình, chỉ để đạt được những lợi ích cá nhân mà thôi. Vậy hãy dừng lại, hãy tỉnh thức và nhìn vào chính mình. Chúng ta cần thấy rõ rằng sự hòa bình và lòng biết ơn mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này. Hãy dừng lại với sự tranh giành vô ích để tìm kiếm sự hài lòng và hạnh phúc từ những hành động từ bi và tình thương. Khi tấm lòng rộng mở một chút, chúng ta sẽ cảm nhận được một khung cảnh mới, một không gian không còn chỗ cho sự tranh giành tồn tại. Bởi khi lòng người được mở ra, sự hiểu biết và lòng từ bi sẽ tràn ngập, làm tan biến bất kỳ đám đông nào của sự tranh đua và khao khát lợi ích cá nhân. Xem nhẹ được mất hơn thua một chút, chúng ta sẽ hiểu rằng cuộc đời không phải chỉ là về việc chiến thắng hay là thất bại, mà còn về việc hiểu biết và học hỏi từ mọi trải nghiệm nữa. Khi chúng ta không còn đặt quá nhiều giá trị vào việc tranh giành vượt trội, sự hòa bình và sự hài lòng sẽ trở nên quan trọng hơn. Mong cầu giảm bớt một chút, mong cầu sự thanh thản và bình yên trong lòng, chúng ta sẽ nhận ra rằng sự tham lam và sự ganh đua chỉ làm cho cuộc sống trở nên căng thẳng và không hài hòa được. Khi chúng ta dừng lại để đánh giá lại giá trị của sự tự do và hạnh phúc, mong cầu giảm bớt tranh giành sẽ trở thành điều hiển nhiên. Tranh giành sẽ không trỗi dậy khi chúng ta xem nhẹ tâm danh lợi một chút. Khi lòng từ bi và lòng lương thiện được kích thích, không có gì có thể đánh bại được sức mạnh của tình thương và sự chia sẻ. Chúng ta sẽ nhận ra rằng trong sự cho đi và chia sẻ, chúng ta thực sự tìm thấy ý nghĩa và hạnh phúc trong cuộc sống này. Trong cuộc sống có vô số lý do để chúng ta không phải ra sức tranh giành. Tuy nhiên, trong dục vọng và tham lam thường khiến chúng ta trở thành những chú sư tử đói, đấu tranh giành lợi ích, mất đi cái chân thật và giá trị đích thực của hạnh phúc.
mỗi người trở thành một kẻ tham lam, nằm trong bụi cỏ, kìm nén bởi ham muốn vô tận. Khi tranh giành trở thành mục tiêu sống, niềm vui thực sự không còn tồn tại. Thay vào đó, chúng ta cứ mãi đi tìm cách để giành lợi. Những điều này chỉ dẫn đến sự mất mát và cảm giác không bao giờ đủ. Niềm vui và an tâm không phải là điều mà chúng ta có thể giành được qua việc tranh giành. Thậm chí, đôi khi, sự cố gắng đó chỉ mang lại phiền não, thống khổ, thù hận và mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần. Chính sự bình yên và lòng an tâm mới là điều mà chúng ta cần tìm kiếm, không phải qua việc tranh giành, mà qua việc chấp nhận và yêu thương. Cuộc sống không chỉ là một cuộc đua để giành được nhiều hơn người khác, mà còn là hành trình để hiểu và trân trọng những gì mình đã có, để sống trong sự thấu hiểu và lòng biết ơn. Những điều đáng chú ý là khi chúng ta thắng được trong một cuộc đua tranh giành, hạnh phúc chân thật lại mất đi. Sự mãn nguyện không bao giờ đến từ việc giành giật và tranh đoạt, mà lại từ việc chia sẻ và sự tôn trọng. Đôi khi, việc tranh giành chỉ tạo ra thêm sự đau đớn, thù hận và mệt mỏi, không chỉ cho thể xác mà còn cho tinh thần. Chúng ta cần nhớ rằng, niềm vui và an tâm không đến từ việc đánh bại người khác, mà là từ việc chấp nhận và yêu thương bản thân cũng như những người xung quanh mình. Khi chúng ta bớt bon chen, bớt giành giật, thì cuộc sống trở nên thoáng đãng hơn, tầm nhìn của chúng ta cũng mở rộng ra, khuôn mặt của chúng ta tỏa sáng hơn, tươi tắn hơn, bởi chúng ta không còn bị áp đặt bởi những lo lắng và cạnh tranh vô bổ. Khi chúng ta nắm tay nhau nhiều hơn, khi nhường nhịn nhau nhiều hơn, chúng ta trở nên chân thành hơn, nhiệt tình hơn, tình bạn trở nên đông đầy hơn, với sự tận tụy và chân thành từ trái tim mình. Tâm nguyện của chúng ta cũng trở nên sâu sắc hơn khi chúng ta không còn bị cuốn vào cuộc đua không ngừng nghỉ. Chúng ta có thời gian để suy nghĩ về những gì thực sự quan trọng, những ước mơ và mục tiêu trong cuộc sống. Và khi chúng ta bớt bon chen, tình yêu thương trong chúng ta cũng trở nên lớn lên thật hơn. Chúng ta học cách yêu thương một cách tự do và không bị ràng buộc từ trái tim, mà không cần phải đánh đổi hay là tranh giành. Đó mới là tình yêu thương thực sự, đầy ý nghĩa và sâu sắc. Mỗi người đều có hoài bão, mơ ước trong cuộc đời, và việc nỗ lực theo đuổi những ước mơ đó là điều không thể phủ nhận. Đó chính là cách để chúng ta sống một cuộc đời ý nghĩa, không để thời gian trôi qua vô ích. Thân người khó có được, nhưng bằng sự nỗ lực và kiên nhẫn, chúng ta có thể vượt qua mọi thách thức để đạt được những gì mình mơ ước. Tuy nhiên, việc giành giật mọi thứ, bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình, lại là một vấn đề khác biệt. Khi chúng ta để bản thân bị cuốn theo những ham muốn và tham vọng không kiểm soát, chúng ta trở thành những con rối lăng xăng giữa dòng đời, mất đi ý thức về bản thân và giá trị của cuộc sống. Chúng ta cần tỉnh táo nhận ra rằng có một ranh giới mong manh giữa việc theo đuổi mục tiêu và việc lạc lối trong cuộc sống. Hạnh phúc không phải chỉ là về việc đạt được mọi thứ, mà còn là về việc biết đủ, sống hòa mình với những gì mình có và không để bản thân bị mất trong cuộc đua không hồi kết. Nếu chúng ta biết đủ, không cố gắng tranh giành mọi thứ, thì đó chính là cảnh giới cao nhất của nhân sinh. Đó là lúc chúng ta thực sự đạt được sự bình an và hài lòng từ bên trong, không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì bên ngoài. Họa phúc tại miệng và bốn khẩu nghiệp gánh cả đời không hết. Như Đức Phật đã từng dạy, là một trong những chân lý sâu sắc về cuộc sống mà chúng ta nên lắng nghe và thấu hiểu. Ngôn từ của chúng ta có thể tạo ra hạnh phúc hoặc gieo rắc thảm họa, tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng nó. Đức Phật đã chỉ ra rằng có bốn loại người nói năng sai trái, gánh vác cả đời không hết. Loại người thứ nhất là vọng ngôn, thứ hai là ba phải, thứ ba là thiển ngữ,
thứ tư là xảo ngữ. Những ai nói năng không thành thật, mắc phải những lỗi trên, sẽ gánh chịu họa từ miệng mà ra, không chỉ làm tổn thương người khác, mà còn tự tạo ra những tâm kết gánh nặng cho chính bản thân mình. Vì vậy, chúng ta cần lắng nghe lời dạy của Đức Phật. Hãy sử dụng ngôn từ của mình một cách tỉnh táo và thành thật để tạo ra hạnh phúc cho chính bản thân và mọi người xung quanh, tránh xa những khẩu nghiệp độc hại và gieo rắc phúc quả không đáng có. Thứ nhất là vọng ngữ, tức là nói dối. Nói không có căn cứ không chỉ là một việc làm sai trái, mà trong Phật giáo nó còn được coi là một trong những tội nghiệp nặng của con người. Mở miệng ra là nói dối, không chớp mắt, nói dối đến mức quen miệng là hành động nguy hiểm và đáng ngại. Những người thường xuyên nói dối có thể thấy thường ngày họ dường như thuận lời, không cần suy nghĩ và thậm chí không còn nhận ra rằng chính họ đang nói dối. Điều này thực sự nguy hiểm, khiến cho họ rơi vào một dòng xoáy của sự không chân thành và mất mát tự tin. Mặc dù có những người nói dối không phải vì ý định hại người, mà chỉ vì vui vẻ hoặc để tạo ra sự hào hứng, nhưng họ không biết rằng như vậy là đang mời gọi họa vào thân người. Người ta cần đề phòng khi tiếp xúc với những người này, và càng cẩn thận hơn khi có những mối quan hệ thân thiết với họ. Đức Phật đã dạy rằng, dù nói dối xuất phát từ hảo tâm hay là ác ý, thì tất cả đều là tạo nghiệp xấu, làm tổn hại đến danh dự và tự hạ thấp bản thân mình. Vì vậy, chúng ta cần hết sức cẩn trọng với ngôn từ của mình, chỉ nói những điều thật, tránh xa khỏi vọng ngữ và hãy sống trong sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Thứ hai là ba phải nói hai lời. Nói hai lời tức là lúc nói thế này, lúc nói thế khác. Châm ngôn này thực sự khiến cho sự tin cậy và tôn trọng trong mối quan hệ trở nên mơ hồ và đảo lộn. Việc châm ngòi ly gián tức là trước mặt một người nói A, nhưng với người khác thì lại nói B, tạo ra sự mâu thuẫn và đôi khi thậm chí là mất lòng tin và mất niềm tin vào người đó. Những người thường xuyên làm như vậy thực sự nguy hiểm, bởi họ không chỉ đang sử dụng lời lẽ để hại người, mà còn đang tạo ra những tạo nghiệp ác, khiến cho mối quan hệ trở nên phức tạp và mất đi sự chân thành. Đối mặt với những người như vậy, chúng ta cần phải cẩn thận và đề phòng, không để mình bị lừa dối hoặc bị cuốn vào một mớ hỗn độn của sự không chân thành và gian trá. Chúng ta cần phải nhận ra rằng sự tin cậy và tôn trọng chỉ có thể được xây dựng trên cơ sở của sự chân thành và thật lòng. Vì vậy, hãy tránh xa khỏi việc nói hai lời, hãy sống trong sự chân thành và tôn trọng để tạo ra những mối quan hệ đáng tin cậy và ý nghĩa trong cuộc sống này. Thứ ba là thiện ngữ, tức là sử dụng lời lẽ thô thiển và gieo rắc sự căm phẫn, là một hành động mà trong Phật giáo được xem là ác nhân đã thương lòng tự trọng của người khác. Chửi mắng người khác không chỉ làm tổn thương danh dự của họ, mà còn tạo ra họa từ miệng mà ra, gieo rắc họa cho bản thân. Phật giáo dạy rằng tôn trọng người khác là tôn trọng chính bản thân. Khi chúng ta thốt ra những lời thiện ngữ, không chỉ là chạm đến lòng tự trọng của người khác, mà còn hạ thấp bản thân mình. Chúng ta tự làm tổn hại cho mình, mang đến phiền toái và tiêu cực cho cuộc sống của chính mình. Việc sử dụng lời lẽ thô tục đối với người ngoài không chỉ là việc làm không tôn trọng, mà còn là việc tự làm tổn hại cho tâm hồn của chính mình. Chúng ta cần phải nhớ rằng lòng tự trọng và tôn trọng người khác là những yếu tố quan trọng trong cuộc sống, và chỉ khi chúng ta đề cao những giá trị này, chúng ta mới có thể sống một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc được. Cuối cùng là xảo ngữ, tức là sử dụng lời lẽ khiêu khích và gieo rắc sự tham lam và sân si trong người khác, cũng là một hình thức của ác nghiệp. Dù chỉ là những lời cười nói bóng bẩy, nhưng chúng có thể gây ra hậu quả lớn và xa xôi. Khuyến khích người khác vào sự tham, sân si chỉ làm cho họ trở nên vô ích và tổn hại cho tâm hồn của họ.
Nếu chúng ta không thể giúp ích gì cho người khác, thì ít nhất cũng không nên làm hại đến họ. Chúng ta không nên khơi gợi và kích thích những lời nói xấu, bởi những gì chúng ta gieo xuất phát từ đó sẽ là những hậu quả không lường trước được. Xin hãy nhớ rằng, mỗi lời nói ra từ miệng của chúng ta đều mang trong đó sức mạnh, và mỗi hành động của chúng ta đều gieo vào ngày mai những hạt giống. Vì vậy, đừng để những lời nói thoáng qua trong phút chốc lại gánh nghiệp cả đời. Hãy sử dụng ngôn từ của mình một cách tỉnh táo và có trách nhiệm để gieo vào thế giới xung quanh những hạt giống của tình thương và từ bi. Những lời lẽ khi phát ra, nó không phải lúc nào cũng là điều vô hại, mà thực ra nó có thể là một vũ khí tiềm ẩn, có thể giúp hoặc làm hại đến người khác, tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng nó. Lời nói dường như nhẹ nhàng, nhưng thực tế chúng có thể gây ra sự tổn thương đáng sợ cho tâm hồn con người. Chính vì vậy, trước khi mỗi câu từ rời từ miệng ra, hãy suy nghĩ kỹ, hãy lắng nghe cảm xúc và động lực đằng sau mỗi lời nói. Lời nói có thể là một con dao hai lưỡi, có thể giật ngã hoặc nâng đỡ một tâm hồn. Hãy sử dụng ngôn từ của mình một cách sáng suốt, không để những lời lẽ không suy nghĩ kỹ trước khi nói làm tổn thương người khác và cho cả chính bản thân mình. Hãy tôn trọng sức mạnh của từ ngữ và biết rằng mỗi lời nói ra từ miệng, chúng ta có thể mang lại hạnh phúc hoặc đau khổ. Mọi người chúng ta đều có một quan niệm sai lầm, đó là rất sợ cái chết. Nhìn thấy trong nhà ai có một cổ quan tài, nếu như đi ngang qua nhà đó, thì mọi người rất là sợ sệt, sợ hồn ma của người chết, sợ người chết hóa thành ma hù dọa chúng ta. Kính thưa quý vị, chúng ta không nên sợ cái chết. Điều chúng ta đáng phải sợ chính là sự sống của chúng ta. Vì sao vậy? Kính thưa quý vị, có thể trong hội chúng này sẽ có nhiều người ngạc nhiên phải không? Thưa quý vị, thật vậy, cái chết không có gì đáng sợ cả. Bởi vì trong cuộc đời đã có sinh nhất định phải có tử, không hề có ngoại lệ, không có người nào có thể trốn khỏi lưỡi hái của tử thần. Chúng ta đã được sinh ra, nhất định chúng ta sẽ phải chết. Cái chết không từ một ai, cũng không thiên vị một người nào. Cho dù quý vị có quyền cao chức trọng, cũng không hối lộ được cho thần chết. Vì vậy, chúng tôi nói rằng, chúng ta không nên sợ chết, bởi vì đó là một sự thật mà bất kỳ người nào cũng không thể tránh khỏi. Đã là một sự thật không tránh khỏi, thì tại sao chúng ta lại phải sợ, mà lại không chịu nhìn rõ và tiếp nhận nó? Vì sao chúng ta phải sợ chính cuộc sống của chính mình? Thưa quý vị, chúng ta sợ cuộc sống của mình, đó là sợ mình không làm chủ được bản thân, không tu tập chánh pháp, sống thiếu lòng vị tha, mà phải gây đau khổ cho chính bản thân và cho cả mọi người xung quanh. Vì vậy, khi biết sợ cuộc sống của mình, tức là chúng ta biết nhìn lại những việc làm, những lời nói, những suy nghĩ của bản thân để có cơ hội tu sửa bản thân trở thành tốt hơn, trở thành con người có ích cho gia đình và xã hội. Vì thế, khi chúng ta biết sợ cuộc sống của chính mình là để sửa mình tốt hơn, xây dựng cuộc đời tốt hơn và yêu cuộc đời hơn, chứ không phải chối bỏ cuộc đời. Như vậy, bây giờ trong hội chúng đây, vị nào không còn sợ chết thì đưa tay lên. Trời ơi, tất cả quý vị đều không sợ chết nữa rồi sao? Vậy thì tốt quá. Tất cả quý vị đều đồng ý với chúng tôi về quan niệm trên phải không? Thật vậy, kính thưa quý vị, chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta cần phải có cái nhìn chính xác về cuộc đời. Đừng để cuộc đời lừa dối mình. Chúng ta phải biết rằng cái chết không có gì đáng sợ cả, bởi vì đó là định luật tất yếu của thế gian này, không một ai có thể tránh khỏi. Vì thế, khi cái chết đến với mình, chúng ta nhất định phải nói với nó rằng: trời đất có bốn mùa xuân hạ thu đông,
con người thì có sinh lão bệnh tử. Đây là một quá trình diễn biến rất tự nhiên, không ai có thể vượt ra ngoài nó được. Mỗi ngày chúng ta đều sợ cái chết đến với mình. Trong lúc còn sống, chúng ta không hiểu biết về cái chết mà lại luôn luôn sợ hãi nó, luôn luôn lo lắng về cái chết. Thế rồi, hoài nghi không biết có hay không có đời sau. Thêm nữa, giả sử như có người không có cơ hội đi nghe hoặc học hỏi Phật pháp, cũng không có bạn bè thân hữu chỉ bảo để hiểu về sự thật của cuộc đời, thế rồi người đó đến lúc lâm chung cũng còn mơ mơ hồ hồ, tâm lý sợ sệt, đau khổ khởi lên, và thế là sẽ tự mình đi vào cõi khổ. Kính thưa quý vị, ngày nay chúng ta có mặt trên cuộc đời này, nhất định sẽ có ngày chúng ta phải chết. Đối với vũ trụ, đối với nhân loại, thì cái chết là một hiện tượng rất tự nhiên. Nếu như con người mà không chết, thì thế gian này sẽ không có sự vô thường. Mà nếu như không có sự vô thường, thì quý vị nghĩ xem, khi chúng ta chào đời chỉ là một đứa bé nhỏ xíu, và chúng ta sẽ mãi mãi là đứa bé nhỏ xíu như vậy mà không bao giờ lớn lên, trưởng thành được. Như thế, quý vị nghĩ xem điều đó có đúng không? Vì thế, chúng ta không nên sợ cái chết, mà chỉ nên sợ ta đã sống không tốt mà thôi. Như vậy, làm thế nào để chúng ta trở thành bất sinh? Có phương pháp nào để chúng ta có thể trở thành bất sinh hay không? Kính thưa quý vị, tôi xin thưa là có. Đó là tu tập thiền định, đạt đến minh tâm kiến tánh, tâm trí khai ngộ, hoặc tu tập theo tịnh độ, chí tâm niệm Phật, đạt đến nhất tâm bất loạn, hoa khai kiến Phật, ngộ vô sinh, thì liễu sinh thoát tử. Ngược lại, nếu như quý vị chạy theo sự mê tín ở bên ngoài, tin theo quỷ thần, đồng bóng, tin theo những lời mê hoặc dụ dỗ của những kẻ lường gạt, bất lương, thì quý vị không thể nào giải thoát, mà quý vị sẽ rơi vào con đường tà đạo. Bởi vì những kẻ đó không có phương pháp chân chính, không theo con đường chân chính, cho nên bản thân họ cũng rơi vào phàm phu sinh tử luân hồi trong lục đạo. Vậy làm sao họ có thể hướng dẫn quý vị thoát ly sinh tử? 29. Làm thế nào để không còn sinh tử? Hôm nay, vấn đề chính mà chúng tôi muốn nói đến chính là làm thế nào thì chúng ta mới không còn tái sinh. Trong kinh, Đức Phật đã từng dạy chúng ta cần phải minh tâm kiến tánh, nghĩa là phải tu tập, thực hành những lời dạy của Đức Phật để làm sáng tỏ nội tâm, thấu suốt bản tánh vốn không sinh diệt của mình. Sinh từ đâu đến? Chính là từ sự khởi tâm động niệm. Bởi vì ngay từ lúc chúng ta mới móng tâm khởi niệm, thì chính từ trong tâm của chúng ta đã có một sức mạnh đưa đẩy chúng ta đi đến sự chấp thủ, xả bỏ. Đó chính là chúng ta đang đi vào sự sinh tử. Ví dụ, trong khi bạn đang tham đắm vào tiền bạc của cái vật chất của bạn, thì khi bạn từ trong nhà đi ra ngoài, trong lòng bạn luôn luôn nghĩ đến những của cải vật chất, tiền bạc. Bạn cứ lo nghĩ rằng không biết mình đã khóa tủ cá nhân, két sắt đã kỹ chưa, và bạn cứ luôn luôn lo nghĩ về vấn đề đó mãi không thôi. Vậy trong thời gian đó, bản thân bạn luôn bị sự lo lắng, phiền muộn chi phối. Hay giả như một vị giám đốc có công việc phải đi công tác, vị này có một người vợ rất xinh đẹp đang ở nhà. Nếu như vị giám đốc đó thiếu chất liệu của sự hiểu biết, tin tưởng, thương yêu đối với người vợ của mình, mà trong lòng anh ta chỉ có sự chấp ngã, ích kỷ, hẹp hòi, thì trong lòng anh ta luôn luôn bị sự lo lắng phiền muộn dày dò. Anh ta lo lắng không biết người vợ của mình ở nhà có làm đúng theo lời mình đã căn dặn hay không, không biết người vợ ở nhà có chung thủy với mình hay không, và rất là nhiều điều lo nghĩ khác nữa. Cứ như thế, anh ta sẽ bị những lo lắng phiền muộn chi phối và không còn đủ sáng suốt để giải quyết công việc. Nếu như đối với bất cứ sự việc gì chúng ta cũng tham đắm chấp trước,
thì nhất định chúng ta sẽ bị luân hồi trong cõi trần gian này. Hay nói cách khác, chỉ cần chúng ta một niệm chấp trước không được đoạn trừ, thì nhất định chúng ta sẽ không bao giờ đạt được sự minh tâm kiến tánh, không thể nào vượt thoát được sinh tử luân hồi. Có người hỏi, khi một vị thiền sư đã khai ngộ thì có gì đặc biệt? Tôi xin nói, rất là đặc biệt. Vì sao vậy? Bởi vì đối với một vị thiền sư đã đạt ngộ thì không có bất kỳ sự việc gì có thể làm cho nội tâm người đó lay động. Không ai có thể đem những sự việc như dinh nhục, hơn thua, được mất đến làm cho người đó phải bận tâm. Vì những vị này đã thấy rõ những sự việc trên đều là giả hợp, hư vọng. Các bậc thánh nhân không bao giờ mong cầu mọi người ai ai cũng ca tụng hay tưng bốc họ. Nếu như trong cuộc sống mà mọi người ai cũng ca tụng và tưng bốc ta, như vậy thế giới này sẽ trở thành một thế giới như thế nào? Trong cuộc sống mà mọi người ai ai cũng ca tụng và tưng bốc ta, thì sự ca tụng đó có còn ý nghĩa nữa không? Và đó có phải là sự thật hay không? Trong cuộc đời có người khen ta, cũng có người chê bai, quỷ báng ta. Như thế cuộc đời mới có ý nghĩa. Có như thế chúng ta mới hiểu được cái quý báu của sự tu tập. 30. Vì sao chúng ta lại phải đầu thai? Vì sao chúng ta lại phải đầu thai? Bởi vì do những vọng tưởng của chúng ta liên tục không chấm dứt. Chúng ta cứ mãi chấp chặt vào những ý niệm hơn thua, được mất, những tranh đua danh lợi mà không bao giờ dừng nghỉ. Vì thế chúng ta nhất định sẽ bị đầu thai trở lại. Sự tham đắm cũng có rất nhiều thứ. Có người thì đam mê đối với tiền bạc, có người thì đam mê nữ sắc, có người lại suốt ngày chỉ biết có ăn và ngủ, có người thì chạy theo danh vọng, địa vị, lợi dưỡng. Người nào tham ăn, tham ngủ thì kiếp sau nhất định sẽ là bà con thân quyến của loài heo. Ở đây chúng ta phải hiểu, cũng có thể sẽ trực tiếp đầu thai làm heo, nhưng có thể sẽ đầu thai làm người nhưng lại mang đầy đủ bản chất của loài heo. Đối với người đam mê theo sắc đẹp thì kiếp sau sẽ đầu thai làm loài chim oanh vũ. Loài chim oanh vũ này có bộ lông rất đẹp và chúng rất yêu thích bộ lông tuyệt đẹp của mình. Đó chính là do những hạt giống của sự đam mê tham đắm tạo nên. Ngược lại, với các bậc thánh nhân thì khác. Họ không bao giờ tham đắm đối với sắc đẹp, lợi danh. Bởi vì các bậc thánh với trí tuệ của sự tu tập, các ngài thấy rõ được thế gian này, từ con người cho đến tất cả mọi sự, mọi vật đều chuyển biến vô thường. Tất cả đều do nhân duyên mà sinh, mà đã có sinh, đã vô thường thì nhất định chúng sẽ không tồn tại mãi mãi. Nếu như chúng ta cứ tham đắm, chấp trước vào sắc thân của ta, sắc thân của người, tham đắm vào danh lợi hơn thua, thì nhất định chúng ta sẽ bị khổ đau. Vì thế mà nói, người đã ngộ so với người chưa ngộ khác nhau rất lớn, người có tu tập so với người không tu tập khác nhau rất nhiều. Tại Đài Loan, tôi thường đến thuyết giảng ở các trường đại học, có khi ở lại cũng mấy ngày. Có một lần, tôi bị mất một giảng đồng. Các vị đồng học rất lo lắng, họ cứ băn khoăn rằng, thỉnh thầy đến thuyết giảng mà lại có người lấy cắp tiền của thầy, thật là một điều xấu hổ. Sư phụ đã từ bi, tự lo tiền đi máy bay đến đây thuyết pháp, dù cho thời tiết ở đây rất lạnh, sư phụ cũng không quản ngại khó nhọc. Vậy mà có kẻ còn lấy trộm tiền của sư phụ. Rất nhiều bạn sinh viên bàn luận tìm xem ai đã lấy trộm và đang cất giấu ở chỗ nào. Thế nhưng các bạn sinh viên ấy cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy sư phụ không hề lo lắng khẩn trương chút nào, Nói tới đạo Phật là nói đến luật nhân quả nghiệp báo, một nguyên lý mà con người phải lãnh lấy trách nhiệm hành động của mình, không phải do thần linh quy định. Con người sinh ra trên cõi đời này khác nhau trên mọi phương diện, như có người xinh đẹp, kẻ lại xấu xí, người giàu sang, kẻ nghèo khổ, người lành mạnh,
kẻ tật nguyền, người thông minh, kẻ ngu si. Tất cả đều do định luật nhân quả chi phối qua nhiều kiếp sống quá khứ cho đến hiện tại và kéo dài mãi cho tới đời sống vị lai. Luật nhân quả phủ trùm tất cả vạn vật. Bởi vì không hiểu được giáo lý nhân quả, cho nên có nhiều người chạy đuổi theo danh vọng vật chất, giành giật sát phạt lẫn nhau, làm cho máu đổ đầu rơi, gây tạo nhiều ác nghiệp, để rồi phải lãnh thọ ác báo. Người tin hiểu luật nhân quả nghiệp báo, không bao giờ đi tìm hạnh phúc cho mình một cách tham lam, ích kỷ, độc ác. Lúc nào họ cũng gieo tạo nhân lành, làm lợi ích cho mọi người, đem hết tâm lực phụng sự cho tất cả chúng sanh. Giáo lý nhân quả là kim chỉ nam rèn luyện cho mình có một đời sống chân thiện mỹ. Đây cũng là nền tảng căn bản để chúng ta tu hành cho đến ngày thành công đắc đạo. Nếu chưa hiểu biết thâm sâu về giáo lý nhân quả, tức là chưa hiểu về đạo Phật và chưa thực hành đúng lời Phật dạy, do đó dễ lầm đường lạc lối, rơi vào tam đồ ác đạo. Quý Phật tử chịu khó nghe, đọc quyển Nhân Quả Sám Pháp này nhiều lần sẽ thấy rõ ràng đời sống của mình có được hạnh phúc hay đau khổ đều do chính mình tạo ra. Nhờ hiểu được như thế, cho nên chúng ta không oán người, trách trời hay đổ thừa cho số phận, mà chúng ta phải cố gắng tinh tấn tu hành, lập công bồi đức, cải đổi vận mệnh để vượt qua mọi hoạn nạn, tai ách, phiền não, khổ đau. Quyển Nhân Quả Sám Pháp này có một giá trị tinh thần rất to lớn, nêu cao ngọn đuốc chánh kiến, làm sáng tỏ lời Phật dạy, để cho chúng ta biết đâu là thiện ác, tốt xấu, khổ vui, gieo nhân gì, gặt quả chi, và chỉ bày phương pháp ăn năn sám hối tội lỗi mà mình đã lỡ tạo ra. Hôm nay, nhân ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch, là ngày Phật thành đạo. Gia đình Phật tử Thiện Phúc, gia đình Phật tử Hòa Ngọc phát tâm thực hiện đĩa ghi âm quyển Nhân Quả Sám Pháp do sư Thích Giác Thiện sưu tập. Giọng đọc Khánh Hoàng và Tú Trinh. Kỹ thuật âm thanh Phật tử Thanh Liêm và Ánh Nga. Như những đóa hoa sen hồng thành kính dâng lên đấng từ phụ trong ngày tưởng niệm thiêng liêng này. Chúng tôi hân hạnh được đọc qua quyển Nhân Quả Sám Pháp, cảm thấy rất hoan hỷ khi hiểu được những lời chỉ dạy của Đức Phật thật vô cùng quý báu. Chúng tôi cảm nghĩ đây là quyển kinh bao gồm nhiều khía cạnh triết lý nhân sinh, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, để cho chúng ta làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Xin thành kính nguyện cầu cho tất cả chúng sanh trong mười phương đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, tránh khỏi các điều rủi ro tai hại, cho được thành tựu hạnh phúc, khiến cho tất cả những sự khổ não, kinh sợ và bệnh hoạn tai nạn đều tiêu tan. Đồng phát tâm Bồ Đề, tin sâu lý nhân quả, tinh tấn tu hành thành bậc chánh giác, rộng độ chúng sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khuyến tu. Khi nói đến nhân quả nghiệp báo thì không ít người trề môi cười nhạt. Họ quan niệm những điều đó như là chuyện cổ tích, luân lý khuyên người, chớ chẳng thực tế, không dính dáng gì với đời sống văn minh tiến bộ ngày nay. Đâu biết rằng khắp cả cuộc sống nhân gian, ngay chính bản thân đời sống của họ cũng như mọi người không thoát ngoài nhân quả. Đến cả khoa học phát minh ngày nay cũng được xây dựng từ nhân quả.
Định tâm suy nghĩ chín chắn, ta thấy thành quả của khoa học khởi đi từ nhân quả thực nghiệm. Sự thăng trầm của kiếp sống chúng sanh nhân loại liên quan mật thiết với nhân quả thiện ác. Chúng ta thử lắng động tâm tư, nghĩ kỹ về đời sống con người cho đến sự hình thành hành hoạt của vạn vật, có gì vượt ngoài nhân quả đâu? Từ đứa bé chăn trâu, người nông phu cày sâu cuốc bẫm, kẻ buôn bán cho đến vị thẩm phán nắm luật thế gian, cũng không thể vượt ngoài nhân quả thiện ác nghiệp báo. Chẳng khác nào nhân loại vạn vật không thể thoát ra ngoài không gian mà sinh hoạt, vượt ra ngoài lớp không khí sanh tồn. Giống như thế đó, nhân quả thiện ác nghiệp báo tuy vô hình vô tướng, nhưng trùm khắp chi phối toàn diện tất cả mọi sinh hoạt thịnh suy, thăng trầm, dinh nhục, hạnh phúc, khổ đau của muôn loài. Dù đó là thánh nhân, là trời, là thần linh, là thượng đế, cũng không thể thoát ngoài luật nhân quả thiện ác nghiệp báo chi phối. Có hạng người hoặc nông nổi tự hào, hoặc cuồng tín thượng đế, hoặc si mê chủ thuyết vô thần, chẳng tin nhân quả, từ đó tạo ra vô vàn tội ác khổ đau cho mình và người, gây cho đời nhiều cảnh huống thảm khốc, để rồi đời đời chuốc lấy sự nguyền rủa oán hờn. Tiếp theo, bị luật nhân quả nghiệp báo mà phải rơi vào cảnh khổ, thọ lấy đời sống tối tăm. Thế gian lắm cảnh sai biệt giàu nghèo, tốt xấu, dinh nhục, thịnh suy, tất cả đều do nhân quả chi phối. Tạo nhân nào nhất định chịu quả đó không sai sót. Cổ đức nói, thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, nghĩa là lưới trời lồng lộng, sợi lông nhỏ xíu cũng không sót lọt. Thế nên, người tin sâu nhân quả là người tỉnh thức, biết sống tiến bộ, hướng lên con đường thánh thiện, biết nhìn rõ sự thật, biết nhận lấy trách nhiệm của mình. Muốn rõ nhân quả thiện ác nghiệp báo như thế nào, xin mời quý vị, dù là Phật tử hay không phải Phật tử, dù là tin Phật hay không tin Phật, thử lần lượt lật trang kinh với cõi lòng vô tư tĩnh lặng, từ từ đọc kỹ, hy vọng giúp cho quý vị nhìn rõ hành hoạt và thân phận của muôn loài chúng sanh, rồi lắng lòng suy gẫm, để từ đó xây dựng chánh kiến, hướng về nẻo thiện, sống hiền hòa sáng sủa hơn, ngõ hầu phản tỉnh quán chiếu, để tự cứu mình thăng hoa thánh thiện trong ánh sáng giác ngộ, rồi giúp độ gia đình quyến thuộc bằng hữu, và đồng thời đem lại an lạc cho chúng sanh. Nhân quả thiện ác nghiệp báo không phải dành riêng cho người tin theo đạo Phật, mà cho khắp tất cả những ai muốn có được đời sống hạnh phúc tiến bộ, tránh khỏi trầm luân khổ lụy đọa đày. Nhân quả là một sự thật, là định luật muôn đời, chi phối khắp cả trời người chúng sinh muôn loài. Giới huệ giác Đức Thích Ca Mâu Ni thấu suốt chân lý vũ trụ vạn hữu, nói ra một cách rành rẽ, để cho muôn loài chúng sanh hiểu rõ, ngõ hầu tự giác, tránh gây nhân ác, gieo nhân thiện để hưởng quả lành, thăng hoa đời mình trong ánh sáng hiền lương thánh thiện, tiến lên đời sống giác ngộ, giải thoát của chư Phật thánh hiền. Xem quyển Nhân Quả Sám Pháp này, quý Phật tử sẽ không còn sợ hãi quỷ thần, bùa chú, pháp thuật, xem quẻ coi tay, nhìn tướng đoán vận mạng, chọn năm, tháng, ngày, giờ tốt xấu, vân vân. Vì nhân quả là định luật công bằng. Thấy rõ luật nhân quả, quý Phật tử phải cẩn thận giữ gìn mọi hành động về thân, khẩu, ý. Bởi vì mỗi hành vi, cho dù cố ý hay vô tình, đều không thoát khỏi quả báo. Dầu trên trời giữa biển,
hay lãnh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Kinh Pháp Cú. Quyển kinh Nhân Quả Sám Pháp này có một giá trị thực tế cho đời lãnh đạo, giúp chúng ta thấy rõ về luật nhân quả nghiệp báo một cách chính xác. Quý Phật tử chịu khó đọc tụng hàng ngày sẽ thấy thấm thía sâu sắc hơn khi nhìn lại cuộc đời của mình, càng thấy rõ nhân quả tội phước để tạo cho mình một cuộc sống chân chính đúng như lời Phật dạy. Phàm làm người sanh trong cõi dục này, ngoại trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, thì không ai tránh khỏi lỗi lầm bởi ba nghiệp gây ra. Muốn dứt trừ tội lỗi, phải đem ba nghiệp ấy mà chí thành tụng kinh sám hối, thì tội lỗi mới được tiêu trừ. Trong kinh Phật dạy, nếu không biết ăn năn tụng kinh sám hối, thì oan trái nghiệp chướng ngăn che, dai trả trả dai trong ba cõi sáu đường, khó mà được giải thoát. Thật vậy, nếu không nhờ tụng kinh sám hối, thì Bà Hy Thị khó mà thoát khỏi kiếp rắn. Chuyện kể, Bà Hy Thị là hoàng hậu của vua Lương Võ Đế. Vì lòng ghen tuông, ganh tị, đố kỵ mà bà nhẫn tâm đối xử độc ác với các phi tần và hủy bán tam bảo. Do ác nghiệp ấy, về sau bà bị bệnh nặng, nằm trên giường đau đớn rên la suốt cả ngày đêm. Tất cả lương y đều bó tay. Sau khi bà chết, đọa làm loài rắn mãng xà, thân thể tanh hôi, sâu trùng rút rỉa, ngày đêm đau đớn không thể chịu nổi. Bà báo mộng cho vua Lương Võ Đế biết được nỗi thống khổ của bà mà tìm phương cứu giúp. Sau khi chợt tỉnh giấc mộng, vua Lương Võ Đế cho người đến thỉnh Hòa Thượng Chí Công là một bậc cao tăng đắc đạo vào triều lập đàn tràng làm lễ tụng kinh sám hối cho bà. Nhờ thế mà bà Hy Thị thoát khỏi kiếp rắn, sanh lên cõi trời Đao Lợi. Hay là chuyện vua A Xà Thế phạm tội ngũ nghịch giết cha, nhờ biết ăn năn phát lồ sám hối với Đức Phật cho nên bị đọa vào địa ngục trong một thời gian ngắn rồi cũng được giải thoát. Cho đến chuyện ông Trương Thiện Hòa phạm tội sát sanh hại vật cũng không đọa địa ngục, là nhờ biết ăn năn hối hận, nhất tâm niệm Phật nên được vãng sanh tịnh độ. Trên hội Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền Bồ Tát là trưởng tử của Đức Phật mà còn phát nguyện sám hối mãi cho đến khi nào thành Phật. Chúng ta là phàm phu mà lại xem thường việc tụng kinh sám hối hay sao? Không tụng kinh sám hối rất có hại, nghiệp chướng khó tiêu trừ, tội lỗi còn mãi, oan kiêng nhiều kiếp theo hoài. Như chuyện ngài Ngộ Đạt Quốc Sư 10 kiếp làm cao tăng mà triệu thố vẫn còn theo báo oán. Vì vậy, cho dù người xuất gia hay tại gia, việc tụng kinh sám hối rất quan trọng, để tội diệt phước sanh mới không bị chướng ngại trên bước đường tu tập. Quyển Nhân Quả Sám Pháp này là giáo lý căn bản, nói lên tính chất nhân quả nghiệp báo tội phước, để nhắc nhở chúng ta cố gắng tu hành, đồng thời sám hối tất cả tội chướng do tam nghiệp thập ác gây ra, ngõ hầu kiến tạo cho mình và tất cả chúng sinh được sống trong cảnh lành mạnh, hạnh phúc an vui ở trong hiện tại và vị lai. Công đức tụng kinh nhân quả và sám hối quả thật vô cùng to lớn, không thể nghĩ bàn. Tôi xin đốt nén tâm hương, cầu xin Tam Bảo Thùy Từ gia hộ cho tất cả người đọc, người tụng, người nghe, người ấn tống đồng phát Bồ Đề tâm, tin sâu lý nhân quả, nghiệp báo tin, tấn trì chay, giữ giới, tụng kinh, sám hối, niệm Phật, hành thiền, bố thí, cúng dường, phóng sanh và ấn tống kinh,
để cho mọi người đều biết được nhân quả nghiệp báo, làm lành lánh dữ, thì không bao lâu xã hội này sẽ trở thành tịnh độ. Thì chiến tranh, bạo lực, nước mắt, hận thù, khổ đau vĩnh viễn không còn xảy ra. Trong kinh Nhân Quả nói, nếu người nào thường đọc tụng, biên chép, ấn tống kinh Nhân Quả, thời sẽ hưởng được 8 phước báo. Một là chư Phật và Bồ Tát đều chứng minh, hai là chư thiên thường gia hộ, thoát khỏi mọi tai ách hoạn nạn. Ba là gia đình hưng thịnh. Bốn là đời đời được thông minh. Năm là mọi người nhìn thấy đều sinh tâm kính mến. Sáu là kiếp sau được thân đế vương. Bảy là thường sinh nhân, thiên không xa đường dữ. Tám là nếu kim tu tịnh độ, được giảng sanh cực lạc. Xin chân thành tri ân đến chư tôn túc đã không nề gian lao, không từ khó nhọc, dịch thuật kinh sách để duy trì mạng mạch Phật pháp, làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh. Nguyện cầu hồng ân tam bảo thùy từ gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, đạo quả chống duyên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật nói kinh Nhân Quả ba đời. Dịch giả Hòa Thượng Thiền Tâm. Một hôm, Tôn giả A Nan Đà ở trên hội Linh Sơn cùng với 1250 đại tỳ kheo câu hội. Khi ấy A Nan Đà Tôn giả chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, đến thời mạt pháp, tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính tam bảo, không trọng cha mẹ, không có tam can, năm giềng rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sinh hại mạng, cho đến giàu nghèo sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế? Cuối sinh Đức Thế Tôn từ bi giải thích cho chúng con hiểu rõ mọi sự việc. Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: Lành thay, lành thay, các ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ. Tất cả nam nữ ở thế gian, giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng, đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo. Cho nên tất cả chúng sinh trước hết phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải có lòng tin và kính trọng ngôi tam bảo. Thứ ba, không nên sát sanh mà phải phóng sinh. Và thứ tư, cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau. Phật liền nói bài kệ Nhân Quả rằng: Giàu sang đều bởi mạng, đời trước có tu nhân, ai thọ trì kinh này, đời đời hưởng phước lộc. Thiện nam tín nữ nghe ta nói, suy nhớ kinh Nhân Quả ba đời. Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ, Phật nói lời thật chớ khinh chê. Đời này làm quan do nhân gì? Kiếp trước vàng rồng thếp tượng Phật, đời này hưởng phước bởi nhân xưa, làm đẹp Như Lai đẹp từ thân. Đừng bảo làm quan là chuyện dễ, không tu phước ấy đến từ đâu? Cưỡi ngựa ngồi kiệu do nhân gì? Kiếp trước làm cầu bồi đắp lộ. Do nhân duyên gì mặc gấm dốc? Đời trước thí áo giúp tăng ni. Có ăn có mặc do nhân gì? Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống. Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi? Kiếp trước keo kiệt không xả thí. Lầu cao nhà lớn do nhân gì? Xưa lên chùa am cúng thí gạo. Phước lộc đầy đủ do nhân gì? Xưa lập chùa am cất nhà mát. Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì?
đời trước hoa tươi cúng dường Phật. Thông minh trí tuệ do nhân gì? Kiếp trước ăn chay thường niệm Phật. Người thấy vui mừng do nhân gì? Xưa kết duyên lành cùng đại chúng. Chồng vợ bền lâu do nhân gì? Đời trước tràng pha nghiêm cúng Phật. Cha mẹ song toàn do nhân gì? Đời trước kính trọng người cô độc. Không cha mất mẹ do nhân gì? Kiếp trước là người đánh bẫy chim. Con cháu đông nhiều do nhân gì? Đời trước mở lòng thả chim thú. Nuôi con không được do nhân gì? Xưa sinh con gái dìm cho chết. Đời nay không con do nhân gì? Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa. Đời nay sống lâu do nhân gì? Kiếp trước mua vật phóng sinh nhiều. Đời nay mạng yểu do nhân gì? Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sinh. Đời nay không vợ do nhân gì? Kiếp trước tham mưu gian vợ người. Đời nay ở quá do nhân gì? Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng. Làm thân tôi đoài do nhân gì? Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa. Đời nay mắt sáng do nhân gì? Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật. Đời nay đuôi mù do nhân gì? Kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh. Môi miệng sức thiếu do nhân gì? Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật. Đời nay câm điếc do nhân gì? Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ. Đời nay lưng gù do nhân gì? Kiếp trước chê cười người lễ Phật. Tay bị cong quẹo do nhân gì? Đời trước đều là người tạo nghiệp. Chân bị co rút do nhân gì? Kiếp trước ngăn đường đánh cướp người. Làm thân trâu ngựa do nhân gì? Xưa thiếu nợ người không chịu trả. Đọa làm heo chó do nhân gì? Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì? Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật và hay đánh đập người với vật. Đời nay không bệnh do nhân gì? Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân. Hằng bị lao tù do nhân gì? Kiếp trước giam nhốt các chúng sinh. Đời nay chết đói do nhân gì? Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột. Bị thuốc độc chết do nhân gì? Kiếp trước đăng lưới giết hại cá. Nổi trôi cơ khổ do nhân gì? Ác tâm lấn hiếp mưu hại người. Đời nay lùn bé do nhân gì? Kiếp trước xem kinh để dưới đất. Nay thường thổ huyết do nhân gì? Xưa ăn thịt uống rượu rồi đi tụng kinh. Đời nay ngu điếc do nhân gì? Kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe. Ghẻ lác phong điên do nhân gì? Lột da xẻo thịt các loài vật. Thân có mùi hôi do nhân gì? Xưa bán hương thơm trọn dối gian. Đời nay chết treo do nhân gì? Kiếp trước đem dây săn bẫy thú. Quan quả cô độc do nhân gì? Xưa thường ganh ghét chửi mắng người. Sát đánh lửa thiêu do nhân gì? Cân non già thiếu lòng gian xảo. Rắn cắn cọp ăn do nhân gì? Kiếp trước gây oan tội đối đầu. Muôn việc mình làm lại mình chịu. Thọ khổ địa ngục oán trách ai. Đừng nói nhân quả người không thấy. Xa trả con cháu gần trả mình. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước sẽ tin bố thí với trì trai. Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả. Đời này tu tích để về sau. Nếu ai hủy bán kinh nhân quả, kiếp sau đọa lạc mất thân người. Người nào thọ trì kinh nhân quả, chư Phật Bồ Tát đều chứng minh. Kẻ nào biên chép kinh nhân quả, truyền đời tu học đạo nhà Hưng. Ai mà mang đội kinh nhân quả, tai hung hoạnh họa chẳng vào thân. Nếu người giảng nói kinh nhân quả, đời đời kiếp kiếp được thông minh. Kẻ nào đề xướng kinh nhân quả, đời sau người thấy sinh cung kính. Người nào ấn tống kinh nhân quả, kiếp sau sẽ được thân đế vương. Theo kinh nhân quả hỏi đời sau, chính sự gây nhân của kiếp này. Nếu như nhân quả không cảm ứng, do đâu một liên cứu được mẹ. Người nào tin sâu kinh nhân quả, đồng sinh Tây Phương cõi cực lạc. Nhân quả ba đời nói không hết, thiên long chẳng bỏ ý người lành.
Nương ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn, nhân tu tuy một hưởng muôn ngàn. Gửi kho bền chắc không hư mất, nhiều đời thọ dụng phước vô cùng. Muốn biết nhân đời trước, xem sự hưởng đời nay. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này. Phật nói kinh thiện ác nhân quả, dịch giả Thích Trung Quán. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn ông Cấp Cô Độc, rằng cây Thái Tử Kỳ Đà. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp, có vô lượng Bồ Tát, trời, người, đại chúng vây quanh, yên lặng một lòng nghe nhận. Lúc ấy A Nan tôi vì chúng sanh nên bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, con thấy ở thế gian cùng một giống sanh trong đạo người, nhưng tại sao có người đẹp, kẻ xấu, người mạnh, kẻ yếu, kẻ nghèo, người giàu, kẻ khổ, người vui, kẻ sang, người hèn, âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau. Có người sống lâu trăm năm chẳng chết, người 30 tuổi đã tử vong, kẻ 15 tuổi chết tiểu, cho đến trẻ nhỏ chết trong bào thai. Có người đoan chánh, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, có kẻ rất khỏe mạnh mà thấp kém, có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, có kẻ vui mà chết sớm, có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quẫn, kẻ làm ác lại gặp phước lợi, kẻ béo trắng lại mắt lát, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp. Có người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn, có người nhiều con trai con gái, có kẻ cô đơn một mình, có kẻ ly gia hương đói rét lang thang, có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ, có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu sang, có người thực là vô tội lại bị bắt bớ giam hãm trong tù ngục, có nhà cha từ con hiếu luận kinh giảng nghĩa, có nhà anh em bất hòa đấu tranh ngang trái, có người nhà cửa đàng hoàng, gia sản đầy đủ, có kẻ không nhà không cửa, nay đây mai đó, gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu khốn cực, có người ở như tổ quạ hang hưu, giống loài ly thú, cũng có hạng người ăn thịt sống, uống máu tươi, mặc áo da lông, không biết văn tự, có người an nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thuê, có người thông minh cao sáng, có kẻ dốt nát ngu si, có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tự đem lại, có kẻ giàu mà tham sẻn, có người nghèo lại rộng lòng bố thí, có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai góc, có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh, có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay, có người khoan dung đại độ lại đắc nhân tâm, có kẻ bị dân chúng bỏ rơi, có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà mẹ chồng chị em dâu vui vẻ hòa hợp, có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ, có hạng vũ phu vô lễ, có người hiếu học văn chương, có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài súc sanh. Cuối sinh Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả, cho đại chúng đây nghe mà nhất tâm hành thiện. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan tôi rằng: Sở dĩ chúng sanh thọ báo bất đồng là do đời trước dụng tâm khác nhau, vì thế cho nên muôn sai dạng biệt. Người đời nay được tấm thân đoan chánh là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được. Kẻ bị thân hình xấu xí là do đời trước ở trong đạo người hay có tính giận tức. Người đời nay bị nghèo cùng là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham sẻn. Người đời nay được cao quý là do đời trước hay lễ bái chư Phật mà được. Người đời nay bị hạ tiện là do đời trước hay có tánh kiêu mạn. Người to lớn là do đời trước có tâm cung kính.
Kẻ bị lùng thấp là do đời trước khinh mạn pháp. Kẻ ngang tàn ương ngạnh là do đời trước làm kiếp dê. Kẻ bị đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật. Kẻ bị đỏ mắt là do đời trước sẻn tiếc ánh sáng. Người đuôi mắt là do đời trước hay khâu mắt chim ưng. Người đời nay câm ngậm là do đời trước hay phỉ báng chánh pháp. Người đời nay điếc lát là do đời trước chẳng vui nghe pháp. Người khuyết răng đời nay là do đời trước ham ăn xương thịt. Người sức môi đời nay là do đời trước hay đâm móc sâu, thủng mang hoặc môi cá. Người vàng da là do đời trước hay cạo lông lợn. Người căng tai là do đời trước hay dùi thủng tai sanh vật. Kẻ trần hình là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa đứng trước tượng Phật Bồ Tát. Người sắc đen đời nay là do đời trước để tượng thờ Phật ở mái hiên làm khói xông tượng. Người đời nay bị đi khèo chân là do đời trước thấy bậc sư trưởng không đứng dậy. Người đời nay bị lưng còng là do đời trước mặc quần áo mỏng ra vào quay lưng vào tượng Phật. Người bị trấn thấp là do đời trước thấy Phật chẳng lễ lại. Người đời nay rụt cổ là do đời trước thấy các vị tôn trưởng rụt đầu chạy trốn. Người đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh. Người đời nay bị bệnh ho suyễn là do đời trước ngày mùa đông giá rét cho người thức ăn lạnh. Người đời nay không có con là do đời trước hay bắt các chim non giết thịt. Người lắm con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sanh vật. Người đời nay sống lâu là do đời trước có từ tâm. Người đời nay chết non là do đời trước hay sát sanh. Người đời nay giàu to là do đời trước hay làm hạnh bố thí cúng dường. Người đời nay có xe cộ là do đời trước cúng dường tam bảo bằng xe cộ. Người đời nay thông minh là do đời trước ham học và tụng kinh. Người đời nay ám độ là do đời trước làm súc sanh. Người đời nay làm tôi đòi là do đời trước nghèo mà tham chứa giấu. Người đời nay hay nhảy nhót xoay cuồng là do đời trước làm kiếp khỉ. Người đời nay bị bệnh hủi là do đời trước phá hoại tam bảo. Người đời nay tay chân vặn vẹo là do đời trước hay trói chân tay chúng sanh. Người đời nay hay có tánh ác là do đời trước làm kiếp rắn rết bọ cạp. Người đời nay sáu căn được đầy đủ là do đời trước chuyên tâm giữ giới. Người đời nay các căn tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý không được đầy đủ là do đời trước phá giới. Người đời nay hay ăn ở bẩn thỉu là do đời trước làm kiếp lợn. Người đời nay ham múa hát là do đời trước làm nghề múa hát ả đào phường chèo tái sanh. Người đa tham đời nay là do đời trước làm kiếp chó đầu thai. Người đời nay có búi thịt đeo lủng lẳng ở cổ là do đời trước hay ăn vụng. Người đời nay bị mồm hôi thối là do đời trước hay mắng chửi rủa hỗn hào. Người đời nay không có nam căn là do đời trước hay thiến chó lợn. Người đời nay ngắn lưỡi nói ngọng là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay nhục mạ mắng nhiếc các bậc tôn trưởng. Người đời nay ham thông dâm với phụ nữ người ta, chết đọa làm loài ngang dịch. Người đời nay hay thủ dâm với chính họ, khi chết đọa làm loài chim công, chim sẻ. Người sẻn tiếc kinh thư, che giấu trí huệ, không chịu nói cho người, chết đọa làm loài trùng mọt, ăn đất, ăn gỗ. Người hay đeo cung tên súng đạn cưỡi ngựa, chết đọa trong loài mường máng mọi rợ. Người ham sát sanh, chết đọa vào trong loài hổ báo chó sói. Người hay mặc áo dài rượt thượt, chết đọa làm con trùng đuôi dài. Người hay nằm ăn, chết đọa vào loài lợn. Kẻ hay nhái tiếng người hoặc hài hước điệu người, chết đọa làm loài chim dẹt. Kẻ hay chế giễu người, chết đọa làm loài trăng rắn ác độc. Kẻ hay làm buồn não người, chết đọa làm loài trùng ảo não. Kẻ hay tuyên truyền điều ác làm cho người ta tin, chết đọa làm loài chim cú chim cắt. Kẻ hay nói làm cho người ta bị ương họa tù tội,
chết đọa làm loài thú giả hồ. Kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng, chết đọa làm loài hươu nai. Người đời trước đi guốc dép vào chùa, đời nay sanh trong loài có móng như móng ngựa. Kẻ đời trước bớt phần ăn của người, đời nay làm con mọt gặm gỗ. Làm bẩn đất chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ở chốn bẩn. Lấy trộm quả trái của chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ăn bùn đất. Ăn trộm của chúng tăng, bị đọa làm thân trâu lừa. Lạm dụng nước của tăng, bị đọa làm thân cá giải. Lạm dụng rau của tăng, bị đọa làm loài sâu ở các thứ rau. Đời trước nhục mạ chúng tăng, đời nay phải làm loài trùng ở cổ trâu. Bất kính ngồi giường của tăng, phải đọa làm loài lương loài lịch. Lạm dụng các đồ vật của tăng, phải đọa làm loài thiêu thân. Nhổ khạc trong đất chùa, đời nay phải đọa làm chim dài mỏ. Mặc áo hở hang, bôi phấn đánh môi son vào chùa, đời nay phải đọa làm chim mỏ đỏ. Mặc áo mỏng manh màu sặc sỡ vào chùa, đời nay đọa làm loài chim lệ. Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa, đời nay phải đọa làm loài trùng thanh. Đời trước ngồi trên hoặc đạp vào tháp thờ Phật, đời nay phải đọa làm loài lạc đà. Làm ô uế tịnh hạnh của tăng ni, chết đọa vào địa ngục thiết quật. Có trăm ngàn muôn dòng dao bay xuống chém tan thân thể. Khi đó A Nan tôi bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, theo như lời Phật nói, phạm vào của chúng tăng thật là tội rất nặng. Nếu như thế thì bốn chúng đàn diệt, làm sao đến chùa mà cung kính lễ bái được? Phật nói: Người đến chùa tăng có hai thứ tâm, một là thiện tâm, hai là ác tâm. Thế nào là thiện tâm? Người đến chùa tăng thấy Phật thì lễ bái, thấy tăng thì cung kính, thỉnh kinh hỏi nghĩa và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra xây cất chùa chiền, ấn tống kinh, kiến lập tam bảo, không tiếp thân mạng, hộ trì chánh pháp. Những người như thế cất chân một bước, tức là bước lên thiên đàng, đời vị lai hưởng phúc như cây đề gia, đó gọi là người tối thượng thiện. Thế nào là ác tâm? Có những chúng sanh khi tới chùa chỉ dòm ngó xin chúng tăng như là đòi mượn tiền mượn của, hoặc chỉ trích chư tăng, vạch tỏ những lỗi lầm chuyên chủ phá hoại mà thôi, hoặc ăn của tăng không có tâm hổ thẹn, nào bánh quả rau đậu cấp mang về nhà. Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết hoàng, vạc nước sôi, lò than, núi dao, rừng kiếm phải bị trừng phạt. Đó tức là kẻ tối hạ ác nhân. Phật lại dặn A Nan tôi rằng: Phải răn bảo cho các đệ tử của ta đời mai sau, khi đến chùa phải cẩn thận, chớ phạm của tam bảo. Phải gắng sức tôn sùng thành thật, chớ có thoái tâm, nghe theo lời Phật. Tới khi Ngài Di Lặc xuất thế quyết định được độ thoát không nghi ngờ. Phật nói: Đời nay cướp lột áo của người ta, chết đọa vào địa ngục hàn băng, sao đọa làm loài tầm bị người nung nấu kéo tơ. Đời nay chẳng lo tu hành đốt đèn soi kinh cúng tượng, chết đọa vào địa ngục hắc ám trong núi Thiết Vi. Đời nay làm kẻ đồ tể mổ giết chúng sanh, chết đọa vào trong địa ngục đao sơn kiếm thụ. Đời nay ham đi săn bắn, huýt chó thả chim ưng làm mồi, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết cứ. Đời nay hay làm hạnh tà dâm, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đồng trụ thiết sàng. Đời nay chứa nhiều vợ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết khải. Đời nay chứa nhiều chồng, sau khi chết đọa vào địa ngục độc xà. Đời nay hay thui luộc gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hôi hà. Đời nay hay cạo lông lợn, nhổ lông gà, sau khi chết đọa vào địa ngục hoạch than. Đời nay hay hoạn thiến chó lợn, sau khi chết đọa vào địa ngục tim thạch. Đời nay hay uống rượu say, sau khi chết đọa vào địa ngục uống nước đồng.
đời nay hay cắt chém chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết luân. Đời nay lấy trộm quả trái của tăng chúng, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết hoàng. Đời nay hay ham ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục phân nước giải. Đời nay hay ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đao lâm kiếm thụ. Đời nay làm mẹ ghẻ cai nghiệt với con chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hỏa xa. Đời nay hay nói lưỡi đôi chiều làm cho người ta ấu đả nhau, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết lê. Đời nay hay nói đâm thọc mạ nhục người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạc thiệt. Đời nay hay nói dối, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết châm. Đời nay hay sát sanh cúng tế tà thần, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết đối. Đời nay làm bà đồng khi lên đồng, giả làm lời nói của quỷ thần để chối lừa người ta lấy tiền của, sau khi chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Đời nay làm bà đồng nhắm mắt nhìn xuống đất dối người lên trời lấy thần hồn, kẻ đó sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm yêu. Đời nay làm bà đồng bảo người ta sát sanh cúng tế để cầu ông thần lớn hoặc họa ngũ đạo, thổ địa, thổ công, ông hoàng bà chúa. Tất cả như thế đều là lừa dối kẻ ngu lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục trước. Bị quân ngục tốt băm chém mổ xẻ thân thể, lại bị con chim mỏ sắt mổ moi hai mắt. Đời nay làm thầy bói phù thủy, ông đồng hoặc thầy địa lý chôn cất mồ mả, xem gia trạch, đoán các hung, năm họ tiện lợi, an long giận mạch trấn ác suy họa, để lừa dối kẻ ngu lấy tiền, nói càng những điềm tốt xấu. Các bọn người này sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đồng. Có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó để mổ móc thịt ăn, rút rỉa gân xương, chịu khổ vô cùng. Đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục châm chích, toàn thân bị thiêu đốt. Đời nay làm kẻ phá tháp chùa, lường gạt chư tăng, bất hiếu với cha mẹ, sau khi chết đọa vào địa ngục A Tỳ, qua 8 địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ, 136 sở, lâu một kiếp, hai kiếp, cho đến 5 kiếp, rồi sau đó mới được ra. Nếu gặp bậc thiện tri thức giáo hóa, phát tâm bồ đề, bằng không lại đọa địa ngục. Phật nói: làm thân người rất hôi thối nhơ bẩn, đầy lòng giận tức khó gỡ bỏ. Phải biết kẻ đó kiếp trước đã làm giống lạc đà, nay được tái sanh. Người hay đi đây đi đó, ăn khỏe, không tránh nguy hiểm khó khăn, kẻ đó trước làm giống ngựa được tái sanh. Người hay xông pha đi nắng đi rét, tâm không ghi nhớ, kẻ đó trước làm giống trâu được tái sanh. Người không biết hổ thẹn, nhiều ái niệm không phân biệt phải trái, kẻ đó trước làm giống lừa được tái sanh. Người hay tham ăn thịt, làm gì cũng không sợ, kẻ đó trước làm giống sư tử được tái sanh. Người thân cao lớn, mắt tròn, tánh hay lẩn tránh những nơi đồng ruộng và ghét bỏ vợ con, kẻ đó trước làm giống hổ được tái sanh. Người lông trên mình dài, mắt nhỏ, không muốn ở yên một chỗ, kẻ đó trước làm giống chim được tái sanh. Người có tánh phản phúc, lại hay sát hại sâu trùng, kẻ đó trước làm giống giả hồ mà tái sanh. Người có lực khỏe mạnh cường tráng, ít dâm dục, không yêu vợ con, kẻ đó trước làm giống chó sói mà tái sanh. Người không ham mặc áo đẹp, tánh hay rình bắt kẻ gian phi, và ít ngủ, đa sân nộ, kẻ đó trước làm giống chó mà tái sanh. Người ham dâm dục và hay nói, lại được nhiều người yêu, kẻ đó trước làm giống chim dẹt mà tái sanh. Người mà nói lời nhiều phiền phức, kẻ đó trước làm loài chim yển mà tái sanh. Người thể dốc bé nhỏ ham dâm dục, ý chẳng chuyên định, thấy sắc đẹp sanh tâm say mê, kẻ đó trước làm loài chim sẻ được tái sanh. Người mắt có sắc đỏ, răng ngắn, khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, nằm thì cuộn mình lại, kẻ đó trước làm loài trăng rắn được tái sanh. Người có tánh giận tức,
không quan sát nguyên do ý nghĩa, miệng thở ra hơi độc, kẻ đó trước làm giống bò cạp, rết, mọt gỗ được tái sanh. Người hay ngồi một mình ăn, đêm ít ngủ, kẻ đó trước làm loài hồ được tái sanh. Kẻ hay đào tường khoét vách ăn trộm, tham của đầy lòng oán giận, không có tình thân sơ, kẻ đó trước làm loài chuột được tái sanh. Phật nói: kẻ phá hoại chùa tháp, cất giấu của tam bảo làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào tại địa ngục A Tỳ. Từ địa ngục được thoát ra, lại đọa làm thân súc sanh, như chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương, chim quanh vũ, chim thanh tước, cá, giải, khỉ, dượng, hươu, nai. Nếu được làm người phải đọa thân hoàng môn, hoặc con gái hai căn, không căn hay kẻ dâm nữ. Làm người hay giận tức, chết đọa làm loài rắn độc, sư tử, hổ, báo, gấu, mèo, hồ, chim ưng, gà. Nếu được làm người hay nuôi gà lợn, kẻ đồ tể, kẻ săn bắn, kẻ chài lưới bắt cá và quân canh ngục. Làm người gặp Phật Pháp mà ngu si chẳng hiểu đạo, không tu hành chết đọa làm loài voi, lợn, trâu, dê, trận, chí, ruồi, mũi, kiến. Nếu được làm người thì mù điếc câm ngậm, gù cầm, các căn không đủ, không hay thọ giáo pháp. Làm người hay kiêu mạn, chết đọa làm loài bọ trong đống phân, hoặc làm loài lừa chở nặng, loài chó, loài ngựa. Nếu được sanh làm người phải đọa làm thân nô tỳ, nghèo cùng, ăn mài, bị mọi người khinh rẻ. Làm người mà được chức vị quan quyền lại tham lấy của dân, chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Lúc đó có trăm ngàn muôn quỷ súng lại cắt thịt mà ăn. Đời nay phá giới phạm trai ăn đêm, sau khi chết đọa làm loài quỷ đói, trăm ngàn muôn năm không được ăn uống, lúc bước đi trên đầu phun ra lửa. Đời nay lễ Phật không chấp tay, đầu không sát đất, sau khi chết sanh nơi biên địa làm nhiều thu hoạch ít. Đời nay chấp tay và năm thể xuống đất, chí tâm lễ Phật, đời sau thường được sanh vào nhà tôn quý, thụ hưởng khoái lạc. Người ưa giận và buồn phiền là do đời trước có bệnh điên cuồng. Người bị con ngươi lệch về một bên là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ. Người đời nay bên vợ mắng cha mẹ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm thiệt. Phật lại bảo A Nan tôi rằng: như trên ta đã nói rất nhiều các sự đau khổ đều do nghiệp thập ác mà ra. Thượng là nhân duyên địa ngục, trung là nhân duyên súc sanh, hạ là nhân duyên ngạ quỷ. Tội sát sanh khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là chết non, hai là nhiều bệnh. Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là nghèo cùng, hai là chung của không được xài tự do. Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là vợ không trinh lương, hai là hai vợ tranh nhau không theo ý mình. Tội nói dối cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là phần nhiều bị người phỉ báng, hai là thường bị người ta lừa gạt. Tội lưỡng thiệt cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là bị họ hàng phá hoại, hai là anh em họ hàng tệ ác. Tội ác khẩu cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là thường phải nghe tiếng ác, hai là có nói ra điều gì tranh cãi kiện tụng. Tội ỷ ngữ cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là lời nói ra chẳng ai tin, hai là lời nói không được rành rọt. Tội tham dục cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là tham tài không chán, hai là cầu nhiều không toại ý. Tội sân hận cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo:
Một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi, hai là thường bị người ta làm não hại. Tội tà kiến cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo? Một là thường sanh vào nhà tà kiến, hai là tâm thường nịnh hót không được ngay thẳng. Các Phật tử nên biết nghiệp thập ác như thế, phải lãnh lấy mọi sự đau khổ. Lúc bấy giờ trong đại chúng, có người đã tạo nghiệp thập ác, nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế, tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, đệ tử chúng con phải làm hạnh lành gì mà được thoát khỏi khổ ấy? Quý xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Phật nói: Các ngươi hãy giáo hóa cho hết thảy chúng sanh chung làm nghiệp phước. Thế nào là tu phước? Nếu có chúng sanh nào đời nay là một người đại thí chủ đứng ra xây cất chùa, tháp, tịnh xá, đời vị lai được phước làm quốc vương, thống lãnh vạn dân khắp nơi đều quy phục, đời nay làm ấp vương trung chánh, duy na, luân chủ, đời sau sẽ được làm vương thần, phụ tướng, châu quận đầy đủ tôn sang, đời nay khiến quá nhiều người làm các việc công đức, đời vị lai sẽ được làm trưởng giả giàu sang, được người kính nể, bốn đường khai thông, đời nay hay đốt đèn cúng Phật, đời sau sanh vào cung trời nhật nguyệt quang minh tự chiếu soi, đời nay hay làm việc bố thí và từ tâm nuôi dưỡng sanh mạng, đời sau sanh nơi giàu có, ăn mặc tự nhiên, đời nay hay cho người thức ăn uống, đời sau sanh nơi bếp trời, sức lực đầy đủ, thông minh trí huệ, biện tài thọ mạng lâu dài, cho thức ăn loài súc sanh được bách bội báo, cho thức ăn kẻ không giới được ngàn bội báo, cúng dường thầy tỳ kheo trì giới được vạn bội báo. Nếu cúng dường các vị pháp sư lưu thông đại thừa giảng tuyên tạng bí mật của Như Lai, khiến cho đại chúng khai thông tâm mắt được vô lượng báo, cúng dường Bồ Tát chư Phật thọ báo vô cùng, cúng dường ba bậc người phước báo vô tận, một là chư Phật, hai là cha mẹ, ba là bệnh nhân. Một lần cúng món ăn mà được phước báo vô lượng như thế, nếu hay thường thường cúng dường thì phước ấy không bao giờ cùng tận được. Đời nay xách nước cho chúng tăng, đời sau áo mặc tự nhiên, mọi người kính mến, thân hình đoan chánh, mặt mắt tươi đẹp. Đời nay hay tán dương Phật và ham đọc tụng kinh pháp, đời sau tiếng nói hòa nhã nhiệm màu, ai nghe tiếng cũng vui mừng. Đời nay hay giữ giới, đời sau đoan chánh oai nghi, là bậc tối thắng trong loài người. Đời nay hay đào giếng hoặc để luôn, để thùng nước cho người qua lại dùng, trồng cây bên đường cho người nghỉ mát, đời sau sanh xứ nào cũng làm nhân dương, trăm mùi ăn uống nghĩ tới là có đưa lại. Đời nay hay in ấn viết chép kinh pháp cho người đọc, đời sau sanh xứ nào miệng biện đa tài, học pháp gì nghe qua một lần đã thấu hiểu, chư Phật Bồ Tát thường thường gia hộ, là tối thắng trong loài người và thường làm bậc thượng thủ. Đời nay hay bắt cầu hoặc chở thuyền cho người qua sông, đời sau sanh xứ nào đều có đầy đủ bảy báo, mọi người khen kính và chiêm ngưỡng, đi lại ra vào được người nâng đỡ. Phật bảo A Nan tôi rằng: Các chỗ trong kinh như ta nói nhân quả khuyên chúng sanh đọc tụng tu hành được qua khỏi khổ nạn, nếu nghe kinh này sanh lòng phỉ báng, kẻ đó ngay đời hiện tại lưỡi sẽ bị rơi rụng. Khi đó A Nan tôi bạch Phật rằng: Lại Đức Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì và khuyến pháp thế nào, cúi xin ngài chỉ giáo. Phật bảo A Nan tôi rằng: Kinh này tên là Thiện Ác Nhân Quả, cũng gọi là kinh Bồ Tát phát nguyện tu hành thọ trì như thế. Khi Phật nói kinh xong, trong chúng có tám vạn người, trời phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và có trăm ngàn người con gái chuyển nữ thành nam, 1.200 ác nhân,
bỏ ý ác, biết đời trước của mình. Vô lượng trời người được vô sanh nhẫn, thường được hưởng khoái lạc. Vô lượng thính giả sanh các cõi tịnh độ, cũng được làm bạn với chư Phật Bồ Tát. Hết thảy đại chúng về nhà làm phước, hoan hỷ phụng hành. Phật nói kinh thiện ác nhân quả. Phật nói kinh thiện ác nhân quả. Dịch giả Thích Trung Quán. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn ông Cấp Cô Độc, rặng cây Thái Tử Kỳ Đà. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp, có vô lượng Bồ Tát, trời, người, đại chúng vây quanh, yên lặng một lòng nghe nhận. Lúc ấy A Nan tôi vì chúng sanh nên bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, con thấy ở thế gian cùng một giống sanh trong đạo người, nhưng tại sao có người đẹp, kẻ xấu, người mạnh, kẻ yếu, kẻ nghèo, người giàu, kẻ khổ, người vui, kẻ sang, người hèn, âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau? Có người sống lâu trăm năm chẳng chết, người 30 tuổi đã tử vong, kẻ 15 tuổi chết điểu, cho đến trẻ nhỏ chết trong bào thai. Có người đoan chánh, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, có kẻ rất khỏe mạnh mà thấp kém, có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, có kẻ vui mà chết sớm, có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quẫn, kẻ làm ác lại gặp phước lợi, kẻ béo trắng lại mắt lát, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp. Có người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn, có người nhiều con trai con gái, có kẻ cô đơn một mình, có kẻ ly gia hương đói rét lang thang, có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ, có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu sang, có người thật là vô tội lại bị bắt bớ giam hãm trong tù ngục, có nhà cha từ con hiếu luận kinh giảng nghĩa, có nhà anh em bất hòa đấu tranh ngang trái, có người nhà cửa đàng hoàng, gia sản đầy đủ, có kẻ không nhà không cửa, nay đây mai đó, gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu khốn cực, có người ở như tổ quạ hang hưu, giống loài ly thú, cũng có hạng người ăn thịt sống, uống máu tươi, mặc áo da lông, không biết văn tự, có người an nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thuê, có người thông minh cao sáng, có kẻ dốt nát ngu si, có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tự đem lại, có kẻ giàu mà tham sẻn, có người nghèo lại rộng lòng bố thí, có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai góc, có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh, có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay, có người khoan dung đại độ lại đắc nhân tâm, có kẻ bị dân chúng bỏ rơi, có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà mẹ chồng chị em dâu vui vẻ hòa hợp, có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ, có hạng vũ phu vô lễ, có người hiếu học văn chương, có kẻ hay bắt chước gián điệu những loài súc sanh. Cuối sinh Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả cho đại chúng đây nghe mà nhất tâm hành thiện. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan tôi rằng: Sở dĩ chúng sanh thọ báo bất đồng là do đời trước dụng tâm khác nhau, vì thế cho nên muôn sai vạn biệt. Người đời nay được tấm thân đoan chánh là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được. Kẻ bị thân hình xấu xí là do đời trước ở trong đạo người hay có tính giận tức. Người đời nay bị nghèo cùng là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham sẻn. Người đời nay được cao quý là do đời trước hay lễ bái chư Phật mà được.
người đời nay bị hạ tiện là do đời trước hay có tánh kiêu mạn. Người to lớn là do đời trước có tâm cung kính. Kẻ bị lùng thấp là do đời trước khinh mạn pháp. Kẻ ngang tàn ương ngạnh là do đời trước làm kiếp dê. Kẻ bị đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật. Kẻ bị đỏ mắt là do đời trước sẻn tiết ánh sáng. Người đuôi mắt là do đời trước hay khâu mắt chim ưng. Người đời nay câm ngọng là do đời trước hay phỉ báng chánh pháp. Người đời nay điếc lát là do đời trước chẳng vui nghe pháp. Người khuyết răng đời nay là do đời trước ham ăn xương thịt. Người sức môi đời nay là do đời trước hay đâm móc sâu, thủng mang hoặc môi cá. Người vàng da là do đời trước hay cạo lông lợn. Người căng tai là do đời trước hay dùi thủng tai sanh vật. Kẻ trần hình là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa đứng trước tượng Phật Bồ Tát. Người sắc đen đời nay là do đời trước để tượng thờ Phật ở mái hiên làm khói xông tượng. Người đời nay bị đi khèo chân là do đời trước thấy bậc sư trưởng không đứng dậy. Người đời nay bị lưng còng là do đời trước mặc quần áo mỏng ra vào quay lưng vào tượng Phật. Người bị trấn thấp là do đời trước thấy Phật chẳng lễ lại. Người đời nay rụt cổ là do đời trước thấy các vị tôn trưởng rụt đầu chạy trốn. Người đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh. Người đời nay bị bệnh ho suyễn là do đời trước ngày mùa đông giá rét cho người thức ăn lạnh. Người đời nay không có con là do đời trước hay bắt các chim non giết thịt. Người lắm con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sanh vật. Người đời nay sống lâu là do đời trước có từ tâm. Người đời nay chết non là do đời trước hay sát sanh. Người đời nay giàu to là do đời trước hay làm hạnh bố thí cúng dường. Người đời nay có xe cộ là do đời trước cúng dường tam bảo bằng xe cộ. Người đời nay thông minh là do đời trước ham học và tụng kinh. Người đời nay ám độn là do đời trước làm súc sanh. Người đời nay làm tôi đòi là do đời trước nghèo mà tham chứa giấu. Người đời nay hay nhảy nhót xoay cuồng là do đời trước làm kiếp khỉ. Người đời nay bị bệnh hủi là do đời trước phá hoại tam bảo. Người đời nay tay chân vặn vẹo là do đời trước hay trói chân tay chúng sanh. Người đời nay hay có tánh ác là do đời trước làm kiếp rắn rết bọ cạp. Người đời nay sáu căn được đầy đủ là do đời trước chuyên tâm giữ giới. Người đời nay các căn tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý không được đầy đủ là do đời trước phá giới. Người đời nay hay ăn ở bẩn thỉu là do đời trước làm kiếp lợn. Người đời nay ham múa hát là do đời trước làm nghề múa hát ả đào phường chèo tái sanh. Người đa tham đời nay là do đời trước làm kiếp chó đầu thai. Người đời nay có búi thịt đeo lủng lẳng ở cổ là do đời trước hay ăn dụng. Người đời nay bị mồm hôi thúi là do đời trước hay mắng chửi rủa hỗn hào. Người đời nay không có nam căn là do đời trước hay thiến chó lợn. Người đời nay ngắn lưỡi nói ngọng là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay nhục mạ mắng nhiếc các bậc tôn trưởng. Người đời nay ham thông dâm với phụ nữ người ta, chết đọa làm loài ngang dịch. Người đời nay hay thủ dâm với chính họ, khi chết đọa làm loài chim công, chim sẻ. Người sẻn tiết kinh thư, che giấu trí huệ, không chịu nói cho người, chết đọa làm loài trùng mọt, ăn đất, ăn gỗ. Người hay đeo cung tên, súng đạn, cưỡi ngựa, chết đọa trong loài mường máng mọi rợ. Người ham sát sanh, chết đọa vào trong loài hổ, báo, chó sói. Người hay mặc áo dài lược thược, chết đọa làm con trùng đuôi dài. Người hay nằm ăn, chết đọa vào loài lợn. Kẻ hay nhái tiếng người hoặc hài hước điệu người
chết đọa làm loài chim dẹp. Kẻ hay chế giễu người, chết đọa làm loài răng rắn ác độc. Kẻ hay làm buồn não người, chết đọa làm loài trùng ảo não. Kẻ hay tuyên truyền điều ác, làm cho người ta tin, chết đọa làm loài chim cú chim cắt. Kẻ hay nói làm cho người ta bị ương họa tù tội, chết đọa làm loài thú giả hồ. Kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng, chết đọa làm loài hưu nai. Người đời trước đi guốc dép vào chùa, đời nay sanh trong loài có móng như móng ngựa. Kẻ đời trước bớt phần ăn của người, đời nay làm con mọt gặm gỗ. Làm bẩn đất chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ở chốn bẩn. Lấy trộm quả trái của chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ăn bùn đất. Ăn trộm của chúng tăng, bị đọa làm thân trâu lừa. Lạm dụng nước của tăng, bị đọa làm thân cá giải. Lạm dụng rau của tăng, bị đọa làm loài sâu ở các thứ rau. Đời trước nhục mạ chúng tăng, đời nay phải làm loài trùng ở cổ trâu. Bất kính ngồi giường của tăng, phải đọa làm loài lương loài lịch. Lạm dụng các đồ vật của tăng, phải đọa làm loài thiêu thân. Nhổ khạc trong đất chùa, đời nay phải đọa làm chim dài mỏ. Mặc áo hở hang, bôi phấn đánh môi son vào chùa, đời nay phải đọa làm chim mỏ đỏ. Mặc áo mỏng manh màu sặc sỡ vào chùa, đời nay đọa làm loài chim lệ. Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa, đời nay phải đọa làm loài trùng thanh. Đời trước ngồi trên hoặc đạp vào tháp thờ Phật, đời nay phải đọa làm loài lạc đà. Làm ô uế tịnh hạnh của tăng ni, chết đọa vào địa ngục thiết quật. Có trăm ngàn muôn dòng dao bay xuống chém tan thân thể. Khi đó A Nan tôi bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, theo như lời Phật nói, phạm vào của chúng tăng thật là tội rất nặng. Nếu như thế thì bốn chúng đàn diệt, làm sao đến chùa mà cung kính lễ bái được? Phật nói: Người đến chùa tăng có hai thứ tâm, một là thiện tâm, hai là ác tâm. Thế nào là thiện tâm? Người đến chùa tăng thấy Phật thì lễ bái, thấy tăng thì cung kính, thỉnh kinh hỏi nghĩa và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra xây cất chùa chiền, ấn tống kinh, kiến lập tam bảo, không tiếc thân mạng, hộ trì chánh pháp. Những người như thế cất chân một bước, tức là bước lên thiên đàng, đời vị lai hưởng phúc như cây đề gia, đó gọi là người tối thượng thiện. Thế nào là ác tâm? Có những chúng sanh khi tới chùa chỉ dòm ngó xin chúng tăng như là đòi mượn tiền mượn của, hoặc chỉ trích chư tăng, vạch tỏ những lỗi lầm chuyên chủ phá hoại mà thôi, hoặc ăn của tăng không có tâm hổ thẹn, nào bánh quả rau đậu cấp mang về nhà. Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết hoàng, vạc nước sôi, lò than, núi dao, rừng kiếm phải bị trừng phạt. Đó tức là kẻ tối hạ ác nhân. Phật lại dặn A Nan tôi rằng: Phải răn bảo cho các đệ tử của ta đời mai sau, khi đến chùa phải cẩn thận, chớ phạm của tam bảo. Phải gắng sức tôn sùng thành thật, chớ có thoái tâm, nghe theo lời Phật. Tới khi Ngài Di Lặc xuất thế quyết định được độ thoát không nghi ngờ. Phật nói: Đời nay cướp lột áo của người ta, chết đọa vào địa ngục hàn băng, sao đọa làm loài tầm bị người nung nấu kéo tơ. Đời nay chẳng lo tu hành đốt đèn soi kinh cúng tượng, chết đọa vào địa ngục hắc ám trong núi Thiết Vi. Đời nay làm kẻ đồ tể mổ giết chúng sanh, chết đọa vào trong địa ngục đao sơn kiếm thụ. Đời nay ham đi săn bắn, huýt chó thả chim ưng làm mồi, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết cứ. Đời nay hay làm hạnh tà dâm, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đồng trụ thiết sàng. Đời nay chứa nhiều vợ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết khải.
đời nay chứa nhiều chồng, sau khi chết đọa vào địa ngục độc xà. Đời nay hay thui luộc gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hôi hà. Đời nay hay cạo lông lợn, nhổ lông gà, sau khi chết đọa vào địa ngục hoạch than. Đời nay hay hoạn thiến chó lợn, sau khi chết đọa vào địa ngục tim thạch. Đời nay hay uống rượu say, sau khi chết đọa vào địa ngục uống nước đồng. Đời nay hay cắt chém chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết luân. Đời nay lấy trộm quả trái của tăng chúng, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết hoàng. Đời nay hay ham ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục phân nước giải. Đời nay hay ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đao lâm kiếm thụ. Đời nay làm mẹ ghẻ cai nghiệt với con chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hỏa xa. Đời nay hay nói lưỡi đôi chiều làm cho người ta ấu đả nhau, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết lê. Đời nay hay nói đâm thọc mạ nhục người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạc thiệt. Đời nay hay nói dối, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết châm. Đời nay hay sát sanh cúng tế tà thần, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết đối. Đời nay làm bà đồng khi lên đồng, giả làm lời nói của quỷ thần để chối lừa người ta lấy tiền của, sau khi chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Đời nay làm bà đồng nhắm mắt nhìn xuống đất dối người lên trời lấy thần hồn, kẻ đó sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm yêu. Đời nay làm bà đồng bảo người ta sát sanh cúng tế để cầu ông thần lớn hoặc họa ngũ đạo, thổ địa, thổ công, ông hoàng bà chúa. Tất cả như thế đều là lừa dối kẻ ngu lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục trước. Bị quân ngục tốt băm chém mổ xẻ thân thể, lại bị con chim mỏ sắt mổ moi hai mắt. Đời nay làm thầy bói phù thủy, ông đồng hoặc thầy địa lý chôn cất mồ mả, xem gia trạch, đoán các hung, năm họ tiện lợi, an long vận mạch trấn ác suy họa, để lừa dối kẻ ngu lấy tiền, nói càng những điềm tốt xấu. Các bọn người này sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đồng. Có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó để mổ móc thịt ăn, rút rỉa gân xương, chịu khổ vô cùng. Đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục châm chích, toàn thân bị thiêu đốt. Đời nay làm kẻ phá tháp chùa, lường gạt chư tăng, bất hiếu với cha mẹ, sau khi chết đọa vào địa ngục A Tỳ, qua 8 địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ, 136 sở, lâu một kiếp, hai kiếp, cho đến 5 kiếp, rồi sau đó mới được ra. Nếu gặp bậc thiện tri thức giáo hóa, phát tâm bồ đề, bằng không lại đọa địa ngục. Phật nói: làm thân người rất hôi thối nhơ bẩn, đầy lòng giận tức khó gỡ bỏ. Phải biết kẻ đó kiếp trước đã làm giống lạc đà, nay được tái sanh. Người hay đi đây đi đó, ăn khỏe, không tránh nguy hiểm khó khăn, kẻ đó trước làm giống ngựa được tái sanh. Người hay xông pha đi nắng đi rét, tâm không ghi nhớ, kẻ đó trước làm giống trâu được tái sanh. Người không biết hổ thẹn, nhiều ái niệm không phân biệt phải trái, kẻ đó trước làm giống lừa được tái sanh. Người hay tham ăn thịt, làm gì cũng không sợ, kẻ đó trước làm giống sư tử được tái sanh. Người thân cao lớn, mắt tròn, tánh hay lẩn tránh những nơi đồng ruộng và ghét bỏ vợ con, kẻ đó trước làm giống hổ được tái sanh. Người lông trên mình dài, mắt nhỏ, không muốn ở yên một chỗ, kẻ đó trước làm giống chim được tái sanh. Người có tánh phản phúc, lại hay sát hại sâu trùng, kẻ đó trước làm giống giả hồ mà tái sanh. Người có lực khỏe mạnh cường tráng, ít dâm dục, không yêu vợ con, kẻ đó trước làm giống chó sói mà tái sanh. Người không ham mặc áo đẹp,
tánh hay rình bắt kẻ gian phi, và ít ngủ, đa sân nộ, kẻ đó trước làm giống chó mà tái sanh. Người ham dâm dục và hay nói, lại được nhiều người yêu, kẻ đó trước làm giống chim dẹt mà tái sanh. Người mà nói lời nhiều phiền phức, kẻ đó trước làm loài chim yển mà tái sanh. Người thể dốc bé nhỏ ham dâm dục, ý chẳng chuyên định, thấy sắc đẹp sanh tâm say mê, kẻ đó trước